Thưa quý vị, không ngoài những dự đoán mà giới tài chính, kinh doanh, bất động sản quan tâm chia sẻ những ngày gần đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch của Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng với 6 đồng phạm với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và đương nhiên, với sức ảnh hưởng của một tập đoàn lớn như là Tân Hoàng Minh, sự kiện này cũng đang gây chấn động dư luận cả nước. Khoảng 19:20 tối nay mùng 5 tháng 4, hai xe ô tô biển xanh đã đi vào trụ sở Tân Hoàng Minh thực hiện việc khám xét sau khi khởi tố. Hiện lực lượng công an đang khám xét phía bên trong tòa nhà. Như quý vị đã thấy, sự có mặt của đông đảo phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí cũng như người dân theo dõi sự kiện này có thể khẳng định rằng thông tin ông chủ của Tân Hoàng Minh bị bắt đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Thậm chí không kém sự kiện khởi tố bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch của tập đoàn FLC trước đó. Đáng chú ý, trong 6 người cùng bị khởi tố với ông chủ Tân Hoàng Minh có bị can Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Đỗ Hoàng Việt sinh năm 1993 là con trai thứ hai của ông Đỗ Anh Dũng. Trước khi bị khởi tố, con trai thứ hai của ông Dũng được biết đến như là một thiếu gia tài giỏi khi tốt nghiệp bằng xuất sắc chuyên ngành đầu tư bất động sản tại Đại học New York. Được biết sau khi ông Dũng và con trai thứ bị bắt để công ty hoạt động bình thường, ông Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho con trai cả của mình là Đỗ Hoàng Minh sinh năm 1986 hay còn được biết đến với cái tên là Dennis Đỗ, phó tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh tiếp tục điều hành tập đoàn. Thưa quý vị, tại Hà Nội, tập đoàn Tân Hoàng Minh có địa chỉ tại số 24 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Tòa nhà này tọa lạc ở vị trí đắc địa với hai mặt tiền, được xây dựng theo kiến trúc Pháp cổ điển, lối kiến trúc đặc trưng của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Hiện cơ quan công an vẫn đang làm việc phía bên trong tòa nhà và bên ngoài. Dù đã gần nửa đêm nhưng rất nhiều người dân vẫn đang theo dõi sự việc khám xét trụ sở của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Như nào? Như nào? Đâu chỉ ai? Để đi hả? Chỉ ai? Để là cô ăn. Những cái đó là mỗi câu.